Rồi. Trinh nghe con nói không Trinh? Trinh. Dạ, con nghe là con nghe. Rồi. Bài tập bữa trước hồi nay làm tiếp không? Trời ơi, chết quên làm. Tại em học nhiều môn quá, học không biết một tuần. Em quên. Rồi vậy giờ hôm nay cô với em làm ha. Dạ. Rồi câu này. Nhận dạng cho cô câu này sử dụng thì gì? Nhớ là that's the third time. Câu câu 17 hả cô? Câu 17. That's the third time. Sẽ chia là gì? Nếu như mà đây là that was the third time thì sẽ chia thì quá khứ hoàn thành. Nhưng mà đây là that is the third time thì sẽ chia thì gì đây? Yeah, quá khứ Trên tiếp diễn. quá khứ tiếp diễn hay là quá khứ hoàn thành? Nhớ lại bài quá khứ hoàn thành. Dấu hiệu của thì quá khứ hoàn thành sẽ có là that's the third time, that's the first time, that's the second time. Hôm trước cô có nói là nếu đây là is thì sẽ chia thì hiện tại hoàn thành. Còn nếu ở đây là was thì sẽ chia thành gì? Thì quá khứ. Rồi, quá khứ. Nè đây thấy không? Cô nhắc lại nè. Yeah. It is the first time. Thấy is. Thì sẽ sử dụng thì hoàn thành, hiện tại hoàn thành. Tương tự, this is the second time. Thì cũng sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Nhưng khi đó là was. It was the first time. Chia cho cô coi. Chia thầy gì? Chia. Sai. It was the first time we. Thì quá khứ hoàn thành thì công thức quá khứ hoàn thành là gì, nhắc lại cho cô quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành. C cộng hết Hát cộng diễn hết V ba à nhớ rồi quy hát travel viên. Hỏi vô là động từ có quy tắc hay là bất quy tắc? We have traveled. Travel là động từ có quy tắc hay bất quy tắc? Nếu có quy dạ bất quy tắc bất quy tắc vậy có trong bảng động từ bất quy tắc hay không? dạ không Không, vậy là động thêm từ y có đi thì mi đi vào. em nhớ rồi. Rồi, tiếp tục. That's the third time là dấu hiệu của thầy gì đây Trinh? Dạ, quá khứ hoàn thành. À, quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành hay là hiện tại hoàn thành? That is. This evening Rồi, vâng. thì hiện tại hoàn thành là thì có liên quan tới hiện tại. Em nhìn thấy nè. Bill is planning to murder again. Thì quá khứ hoàn thành là đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ rồi. Còn thì hiện tại hoàn thành là vẫn còn liên quan tới hiện tại, có nghĩa là nó vẫn còn có thể xảy ra ở hiện tại. Cho nên khi mà em nhìn trong câu có những dấu hiệu như là the third time, the first time, the second time thì nhớ cho cô là khi đó sẽ chia thị hiện tại. Nhưng mà sorry, chia thì hoàn thành nhưng mà chưa biết là hiện tại hoàn thành hay là quá khứ hoàn thành. Thì nhìn
Động từ. Nếu như chia ở hiện tại thì sẽ là hiện tại hoàn thành. Nhưng nếu động từ ở quá khứ thì sẽ là quá khứ hoàn thành. Trinh. Dạ. Chị có thấy cô chia thì quá khứ hoàn thành hay hiện tại hoàn thành? Hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành. Hiện là tại. Mình nhìn evening đó thôi cô. Đây dấu hiệu của thì hoàn thành. Hôm trước mình học lý thuyết rồi, một trong những dấu hiệu của thì hoàn thành đó là that's the third time, it's the third time, it's the first time, đúng không? Một trong những dấu hiệu của thì quá khứ hoàn thành là it was the first time, it was the second time. Xem lại mấy cái file lý thuyết lần trước đã học ha. Tại nghĩ lần trước em nghĩ xong rồi đấy là em quên. Mình nghĩ lâu quá cho nên cũng mới nhớ. Rồi đây là cái dấu hiệu luôn để em nhận biết. Để đây chia cho cô thì hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành chia làm sao? Khi dùng cho has. Hiện tại hoàn thành thì sẽ đi chung với gì ha? Has. Has. Ủa cách đó đọc là has với cái gì cô? Còn một cái từ số have. Số nhiều ấy. Has. Have. Has. Dạ, she has been. She has hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành công thức là have, has cộng với động từ ở cột 3 hoặc là thêm ed. Been khi nào có bị động mới có been ha. Còn đây là câu bình thường thôi. Câu chủ động. Thì nhắc lại cho công thức của thầy hiện tại hoàn thành. Sao trong đêm đi vậy ta? Nhắc lại công thức luôn hả cô? Nhắc lại công thức. Chủ từ cộng hát cộng bin cộng vật in. Đó là thế. Thì gì? Thì em có lộn gì? Thì tiếp diễn. Rồi. Dạ, chủ từ cộng has cộng V3, ED. Rồi, V3, V thêm ED ở đây là gì? Phone là động từ có quy tắc hay bất quy tắc? Phone, bất quy tắc. Có trong... Không. Có... Không, em nhớ có đâu ta? Là động từ có quy tắc thì chỉ việc thêm ED. Thêm ED. Nghe khác, phone. Rồi, làm cho cô câu 18. Thì hiện tại hoàn thành. Rồi, how long? Thì hiện tại hoàn thành. Rồi. Đó hổm. Cô có nói là thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn sẽ trả lời cho câu hỏi là how long? Nhớ không? Dạ. Yeah. Em nhớ. Dạ nhớ. Rồi, vậy thì ở đây sử dụng thì hiện tại hoàn thành hay hiện tại hoàn thành tiếp diễn? Long là hành động xảy ra trước. How long là dấu hiệu bao lâu? Là dấu hiệu của thì hoàn thành đúng không? Yeah. Nhưng cái phần lý thuyết cô có nói là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Em đã học thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn chưa? Là have cộng been cộng với gì nữa? Nãy em mới đọc á. Cộng vật in. Cộng vật in là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Vậy thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn dùng để trả lời cho câu hỏi how long. Như vậy thì là hiện tại hoàn thành tiếp diễn đứng sau. Rồi, vậy chia cho cô câu này ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Ủa, bữa cô nói là hiện tại hoàn thành tiếp diễn trả lời cho câu hỏi của thầy hiện tại hoàn thành có nghĩa là nó đứng sau đúng không cô? Nó đứng đầu. À, là đó là cái hành động xảy ra sau phải không?
Hôm bữa cô nói cái gì mà đánh dấu đánh số 1, 2. Quá khứ hoàn thành. Đó là quá khứ hoàn thành với quá khứ đơn. Còn thì này là thì hoàn hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Còn chú đánh số 1, số 2 là thì quá khứ hoàn thành và thì quá khứ đơn. Thì quá khứ hoàn thành và thì quá khứ đơn có nghĩa là thì quá khứ hoàn thành diễn tả một hành động diễn ra trước một hành động trong quá khứ. Thì cái hành động diễn ra trước sẽ chia ở thì quá khứ hoàn thành. Và cái hành động còn lại sẽ chia thì quá khứ đơn. Rồi. Nhưng đây how long là dấu hiệu của thì. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Hoàn thành. How long is. How long. Khi đặt câu hỏi thì phải đưa has has lên trước chủ từ. Vậy câu này với chủ từ là is thì sẽ dùng has hay has? Has. Has it. Rồi. Hoàn Cộng thành. Been. Been good. Cộng writing. And raining. Great. How long has it been raining? Rồi. Thấy trong câu có dấu hiệu là for hoặc là since thì sẽ chia ở thời gì? Mạng của em nó bị lắc lắc sao cô? À, nhìn lại câu này cho cô ha. Có dấu hiệu là for hoặc since thì đây là dấu hiệu của thì gì? For và since hiện tại hoàn thành. Rồi, dấu hiệu của thì hoàn thành. For 2 hours. Khoảng 2 giờ. Vậy nó trả lời cho câu hỏi là how long. Như vậy em có thể sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Rồi trong trắc nghiệm, nếu như gặp dấu hiệu này thì sẽ có hai trường hợp, một là thì hoàn thành, hiện tại hoàn thành hoặc là hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Nếu ở trong đáp án không có thì hiện tại hoàn thành thì chọn thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Bởi vì cái câu này for 2 hours, khoảng 2 giờ là trả lời cho câu hỏi how long. Mà trả lời cho câu hỏi how long thì sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Is cộng hết. Is cộng hết. Sorry. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Hết. Tiếp diễn là động từ phải thêm in. Vậy thì raining. Cái gì đây? Raining. Diễn thì phải có been. Mà theo ở trong thì hoàn thành hết thì phải đi chung với bê ba bê thêm đi. Vậy thì been nó sẽ biến bê ba bê thêm đi là been. It has been raining 2 hours. Trời này bị rối quá. Do nghỉ đó, do nghỉ một ngày, nghỉ lâu quá mà cả tuần rồi coi gì nữa. Tại em học nhiều môn quá, nhiều giáo viên quá tùm lum quá. Nên nó bị rối. Chứ tiếng Anh này em phải học thường, em bỏ lâu quá. Ví dụ như em mới học lý thuyết bữa đó thì bữa sau cô thấy em làm lại á thì em làm em nhớ. Này em nay cũng cả tuần đúng không? Dạ. Yeah. Tại mỗi ngày làm tùm lum bài hết trơn á nên em chia thời gian ra cả ngày đó. Không có dư nhiều thời gian. Câu này à. Dấu hiệu là thì gì đây? Câu 19 hả cô? Câu 19. Đây xin. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Rồi có for có xin. Là thì hiện tại hoàn thành. Hoặc là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Rồi. Nhưng câu này có trả lời cho câu hỏi how long không? Dạ không. 2 giờ. Câu này em có thể chia cả. À bao lâu? À là có.
Rồi, hiện tại hoàn thành hoặc là hiện tại hoàn thành tiết diễn. Rồi. Ủa cô nói là cái nhận biết hoàn thành với hoàn thành tiết diễn đi cô, tự nhiên nó rối quá. Hoàn thành, hiện tại hoàn thành với hiện tại hoàn thành tiết diễn. Dạ. Thì cái dấu hiệu em có thể nhận biết thì hoàn thành đó nha. Thì hoàn thành, kể cả quá khứ hoàn thành, hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, miễn là thì hoàn thành. Thì dấu hiệu thường sẽ có là seen, for, just, already, yet, ever, never, before. Thường sẽ có những cái dấu hiệu đó. Nhưng mà đối với thì quá khứ hoàn thành, thì em sẽ nhìn thấy những cái dấu hiệu đó nằm ở thì quá khứ. Ví dụ như cô nói là that is the third time, cũng là một dấu hiệu của thì hoàn thành. Nhưng mà ở đây nếu là was, chỉ cái sự việc đã xảy ra trong quá khứ, thì sẽ sử dụng là quá khứ hoàn thành. Còn ở đây, ở đây em nhìn thấy dùng is, thì xác định đây là thì hoàn thành hiện tại, với là hiện tại hoàn thành. Còn đối với thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì so sánh như thế nào? Hiện tại hoàn thành tiếp diễn là này, em thường dùng để trả lời cho câu hỏi how long là bao lâu. Còn thì hiện tại hoàn thành em thường trả lời cho câu hỏi là how often, how many, bao nhiêu, hoặc là bao nhiêu, hoặc là có thường thường xuyên hay không, bao nhiêu, how many, how often, là how much. Còn hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì sẽ thường trả lời cho câu hỏi là how long. Rồi vậy câu này, và có một cái công thức nữa em có thể ghi nhớ cho cô, đó là hiện tại hoàn thành. Dạ, quá ghi nè cô. Hoàn thành xin quá khứ đơn. Nhớ cho cô cái cấu trúc này ha. Since, trước since sẽ là thì hiện tại hoàn thành, và sau since sẽ sử dụng thì quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn. Nếu sau since là một câu thì cái động từ trong câu đó sẽ được chia ở thì quá khứ đơn, còn trước since thì cái động từ sẽ chia ở thì hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành since quá khứ đơn. Rồi. Nhìn là trước xin là hiện tại hoàn thành. Rồi vậy chia cho cô. Mã này họ trả lời là since 2 o'clock, là từ 2 giờ, thì cũng trả lời cho câu hỏi how long chưa? Là bao lâu? Là bao lâu? Dạ cũng có. Rồi. Nhưng mà tại nó đứng trước. Rồi em chia cho cô câu này. Đây, hát. Hát in. Play. I've been playing tennis. Rồi câu này, nhớ cái dấu hiệu. Ủa, have been hả cô? Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, trả lời cho câu hỏi how long, 2 o'clock. Rồi cô nhấn mạnh lại ha, thì hiện tại hoàn thành là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, nó không có khác nhau nhiều, cho nên khi gặp trắc nghiệm á,
Em không tìm thấy thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì em sẽ chọn thời hiện tại hoàn thành với dấu hiệu là sin hoặc là for. Đúng Trinh? Dạ. Rồi. Lisa is still writing letters. Vẫn đang viết thư. She all days. Cái dấu hiệu là all day là cả ngày. Cô nhắc lại thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thường là nhấn mạnh cái tính liên tục, cho nên nếu em gặp những cái dấu hiệu như là all day thì em chọn thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Writing. She has been writing letters all day, nghĩa là cô ấy viết viết thư cả ngày, liên tục cả ngày nha. Và cái hành động viết thư thì vẫn còn tiếp tục diễn ra, chưa có kết thúc. Có nghĩa là cô ấy chưa có viết thư xong. She has been writing letters all day. How much cũng là hiện tại hoàn thành luôn đúng không cô? How much, right? Yeah, how much? How much, how many? How often? Rồi, cô, how often đó, cô nhắc lại nha, how often. How often thường cũng là dấu hiệu của thời hiện tại đơn. Mà khi nào là thời hiện tại hoàn thành? Khi mà nó là một cái sự việc lặp đi lặp lại ở hiện tại, ở hiện tại nhưng mà nó còn có thể lặp đi lặp lại. Nó là một cái sự việc lặp đi lặp lại, đang lặp đi lặp lại từ trong quá khứ tới hiện tại và nó vẫn còn có thể lặp đi lặp lại nữa, thì em sẽ dùng thời hiện tại hoàn thành. Nhưng how often cũng là một dấu hiệu của thời hiện tại đơn. The often có cái trạng từ chỉ tần suất là often. How long là dùng để trả lời cho thời hiện tại hoàn thành, dùng với how long. How much, how many dùng để trả lời, dùng cho thời hiện tại hoàn thành. Còn how long dùng cho thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Là chỉ có một how long thôi đúng không cô? Rồi, how long là cho thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Em nhìn thấy những cái dấu hiệu như là all day, cả ngày thì nhấn mạnh tính liên tục thì thường là thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn luôn. Ở đây là how much là hiện tại hoàn thành, chủ từ đây là câu đây là câu hỏi là has you ha. Has you. Ủa, has luôn. Have you. How much? Have hay là has? Dạ, have. Have, tại vì chủ từ là you. How much of that book have you? Have you gì đây Trinh? Have you read? Read. Ít giống này. Read. Have you read? How much? Thì hiện tại thì Hành trả lời cho câu hỏi how much. How much of that book have you read? Rồi. Câu này nhìn ra được. Nhìn ra được không? Dựa vào những cái gì nãy cô nói. How much? How many? Vậy câu này dùng thì gì? Ten. Letter today, 10 lá thư trong ngày. Vậy là dùng thì gì? Là hiện tại hoàn thành. Đó là cho câu hỏi how many? Dạ. Lisa, help. Lisa, ủa thằng khác hả?
tự nhiên nãy mình lộn danh từ số ít lưu ý cho cô à, số ít thôi. Câu 3 của Ray là gì? Trinh. Dạ. Ray, để em nhớ lại. Nhiều quá, em lộn. Ray. Ray. Wrong. Rayson. Rayson. No, written. Treat. Rồi cô viết written vậy đúng chưa? Dạ đúng rồi. Rồi câu 23. Written. Nhưng mà trên lưu ý cho cô nha, phải có những biểu hiện như là today, hôm nay hoặc this week thì mình mới xét tiếp là nó trả lời cho câu hỏi gì. Ví dụ như cô nói ở đây là yesterday thì chắc chắn sẽ là thì quá khứ đơn nha. Khi nào nó có các cái biểu hiện của hiện tại hoàn thành, ví dụ như today, this week, this year thì em mới xét tới cái yếu tố là trả lời cho câu hỏi gì. How much, how many hay là how long. Ở đây this week là một trong những biểu hiện của thì hoàn thành. Rồi, như vậy xét xem câu này. Three times. Vậy là trả lời cho câu hỏi gì? How many times? Bao nhiêu lần? Vậy thì cô sẽ sử dụng thì gì? Yeah, hiện tại hoàn thành. Ghi cho cô. Lisa has played. Rồi. Câu này. A long time. Có for là biết mình hoàn thành. Nhưng mà câu này là for a long time là khoảng một thời gian dài. Như vậy nó có trả lời cho câu hỏi how long không không? Dạ có. Có, vậy sẽ chia thị hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Nhưng mà ở đây em lưu ý cho cô là chữ no là một stay verb. Stay verb. Stay verb là những cái động từ tình thái không sử dụng có thể tiếp diễn, cho nên ở đây tụi em sẽ không sử dụng thì tiếp diễn. Ở đây thì vào đó sẽ sử dụng thì gì đây Trinh? Dạ yeah, hiện tại hoàn thành. Rồi chia cho cô thì hiện tại hoàn thành. I have. Now. I have no, no, V3 của no là đầu ráng nhớ lại cái V3 của no là cái gì? V3 của no. No. Now. V3 của no là K N O W N. Hay là no. No. Lưu ý cho cô ha, câu này cũng trả lời cho câu hỏi how long. Có for là biểu hiện của thì hoàn thành, trả lời cho câu hỏi how long thì chi hoàn thành tiếp diễn. Nhưng nó có những cái stay verb. Stay verb hôm trước trong bài học lý thuyết á, cô cũng đã có cho những cái bảng stay verb là cái này ha. Stay verb. Yeah. Để xem lại cho cô cái bảng stay verb. Thì stay verb là đối với những cái động từ này sẽ không sử dụng thì tiếp diễn. Cho nên để đưa về hiện tại hoàn thành. Câu 25. Thì hiện tại hoàn thành. Rồi. For ages. Cái đó là số là has có hoàn thành has
Has not. Fallen. Has not fallen for ages. Câu này có trả lời cho câu hỏi how long không? For. Dạ có. For. No. She has been. She has not been. Falling. Ủa cái từ cuối nghĩa là gì vậy cô? For ages nghĩa là đã lâu rồi. For ages. Đây là một dấu hiệu của thì hoàn thành. Cho nên cô nói thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn với thì hiện tại hoàn thành đó, nó thường không có khác nhau nhiều. Cho nên á, khi mà em chọn xét nghiệm á, khi mà em đã xác định được trả lời cho câu hỏi how long thì chọn thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Nhưng không có đáp án thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì biết chắc chắn là phải sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Rồi câu 26. Câu này có một cái cấu trúc mà nãy cô mới cho. Nhớ lại cấu trúc gì? Dạ, hiện tại hoàn thành. Nó đứng trước xin. Rồi. Ủa, vậy đứng trước thì đứng sau cô? À, đứng trước. Đứng trước là hiện tại hoàn thành. Vậy chi cho cô? I have. Hát cái bi đó mình chia sao? Bi V3 của bi là gì? Nhắc lại cho cô. Vẽ năm từ bất quy tắc. Words. Words là cột 2, cột 3 là gì? Cái cột 3 là bin. Bin, right. Bin, lâu xin sẽ là thầy gì? À, sao xin là thì quá khứ đơn. À, hiện tại hoàn thành xin quá khứ đơn. Quá khứ đơn của xin là quá khứ đơn của xin là xin. Xin quá khứ đơn. Quá khứ đơn là ở cột mấy? Cột 2 hay cột 3? À, cột 2. Rồi, vậy quá, cột 2 so, của C. So, so. Không. Đọc là so đúng không cô? Right, C, so, C. Rồi, câu 27. C, so. Câu 27, xác định cho cô câu này đang ở thì gì? Has been. Là hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Rồi. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn sẽ đi với for hoặc since. Vậy đối với long term thì sẽ dùng for hay since? Nhắc lại cho cô khi nào dùng for, khi nào dùng since. Trên dùng for thế nào? Dùng for thì đó là một khoảng for thời cộng với là tập theo một khoảng thời for gian. Còn xin là với thời gian bắt đầu, còn for là cái thời gian. Rồi xin rồi trong khi đó dùng xin khi xin thời gian bắt đầu. Cô gọi là mốc thời gian ha. Em cô ví dụ như đó có thể là một năm, một ngày tháng hoặc là một cái sự kiện trong quá khứ thì đó cũng được tính là mốc thời gian. Rồi vậy câu này cô sẽ dùng cái gì đây? For hay since?
xác định được khi hoàn thành rồi thì biết chắc chắn sẽ là có con học sinh. Hàm là khoảng thời gian hay mốc thời gian? Em không biết nghĩa từ đó nhớ. Là cái giờ ăn trưa, lunch time vào giờ ăn trưa. Vậy là giờ ăn trưa hả? For since, đây là mốc thời gian là since. Là kiểu là nó cố định nữa. Right, tức là cái mốc là cái giờ đó là since lunch time. Since. Since, right, since. Xem mốc thời gian cụ thể hả? Xin. Xin. Xin hay for? 10 năm. 10 năm có cụ thể ra năm nào không? Hay là chỉ là khoảng thời gian thôi? À for. Yes, cụ thể ra một năm nào đó. Particular time, thời gian cụ thể. Rồi câu này. Yes, seen. Seen, right. Seen. Một cái sự kiện trong quá khứ. Seen, past event. In seen, yeah, in seen. The for. Which is. Là dấu hiệu của thể hoàn thành. Nhưng mà khi nó trả lời cho câu hỏi how long thì chia ở thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Như nãy cô nói đó, cái phần này nó không có khác nhau nhiều, cho nên trong đáp án nó không có thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thì Trinh sẽ chọn cho cô là thời hiện tại hoàn thành. Nhưng mà ở đây nè, em thấy không, been nó là một cái động từ stay verb không chia được cho tiếp diễn, cho nên em phải đưa nó về dạng là hiện tại hoàn thành. Lưu ý cho cô nha, be là một động từ tình thái, a stay verb. Đúng không Trinh? Dạ. Yeah. Nên không chia thì tiếp diễn. Rồi, nó với Friday, cô sẽ chọn là since hay for? Since. Since. Right. Nó là một cái particular time, ngày hoặc giờ. Last week, since. A few weeks nghĩa là gì kêu con? Một vài tuần. A few là một vài. Một vài. For. For. Few weeks. Khoảng một vài tuần. An hour. An hour. Rồi, một tiếng. Rồi, chừng nào cụ thể là 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Cụ thể ra, còn này 1 tiếng, mình đâu có biết là mấy giờ. Vậy thì sẽ chọn gì đây Trinh? For. Nè, thấy không? Có for, có xin. Yeah. Trả lời cho câu hỏi sau ngon thì chia ở thể hiện tại hoàn thành. Tiếp diễn. Rồi, câu này. Có for. Trả lời cho câu hỏi how long hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Này phải gì để trả lời cho câu hỏi gì? How long. Rồi, how long. I have been. Cộng đó là helping. Nhưng lại ở đây have lại là một động từ stay verb, động từ tình thái nữa. Have cũng là một dạng stay verb, cho nên giữ nguyên.
cho nó phải chuyển dễ. B ba hoặc B hai đi. Ở đây em xác định sử dụng hiện tại hoàn thành tiếp diễn đúng rồi. Có for, có since. Trả lời cho câu hỏi how long. Nhưng mà gặp một chỗ đó là have là stay verb. Cùng với. Ủa. Cái hết. Cho cô nha. Thì đó thì không dùng với các tiếp diễn. Rồi, mở lại mấy cái slide hôm trước cô gửi. Cái bài về thì hiện tại hoàn thành. Cái bài về thì hiện tại tiếp diễn đó luôn. Save up vô. Coi lại cái bảng nó gồm những cái động từ nào. Có động từ have trong đó nữa. Có động từ no trong đó luôn. Có be nữa. Coi lại cho cô. Để khi gặp những cái động từ này thì không chia các thầy tiếp diễn. Ủa gì đó thì chia gì nào? Từng hết trong đó đó đi cô. Right, cái này chia thì hiện tại hoàn thành. Thì have. Công thức của thì hiện tại hoàn thành là có have. Động từ là có. Động từ này sẽ đưa về dạng cột 3 là gì? Have, has, has. À cô. Ủa không. Have, has, has. Được chưa Trinh? Dạ. Này được chưa? Dạ. Rồi cô qua ha. Dạ. Câu này đang nói thì gì? Hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Có tiếp diễn không? Có bin. Có bi là không có tiếp diễn được. Tại vì bi là không thể nào thêm bên mình hết. Hiện tại hoàn thành. Điều này là for hoặc since. Jin. Yeah, for. So for the our last meeting, cuộc họp lần trước, thì nó là gì? Là một cái sự kiện trong quá khứ, past event, our last meeting, sự kiện trong quá khứ. Thì chọn gì trên for hay since? Since. Này cô thêm vào trên này ha. Yeah. Mốc thời gian. Sự kiện trong quá khứ cô gọi là. Our last meeting since sự kiện trong quá khứ. Rồi câu này đang sử dụng thì gì đây? Dạ hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành. Ở đây cô lại có since nữa. Vậy thì động từ của câu phía sau since sẽ chia ở thì gì? Hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành since. À hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Hoàn thành since quá khứ đơn. À không, quá khứ đơn. À tự cái công thức. Rồi vậy chia cho cô động từ quá khứ đơn của Lee là của Lee là gì? Quá khứ đơn của Lee. List. Left. Rồi câu này. How long? Chia thì gì? Hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Rồi, giờ tới đây là động từ no. Có chia được thì tiếp diễn hay không?
Dạ không. Tại sao? Tại nó nằm trong cái bảng kia. Rồi nó là một K-pop. Rồi nghe chi cho cô một câu này. Ủa rồi mình không có chủ từ rồi mình điền tiếp cái gì? À câu hỏi. Câu hỏi. Khác. Khác nhiều. How long have you? Bye bye của Nhật Nhiều. Nào. No. Thêm nờ. Nó bắt đầu quen lại ha. Dạ. Nó bắt đầu nhìn ra how long mà chi thị gì rồi cái nào là stay up bắt đầu nhiều quen ha. Làm cho cô có tiếp theo. Câu này có dấu hiệu gì nãy giờ mình làm không? Dạ không. Không. Đây là thì hiện tại. Mary isn't at home. Mary không có ở nhà. Thì cô ấy. Vậy là chia hiện tại hoàn thành. Rara. Cô ấy đang đi shopping. Cô ấy không có ở nhà. Cô ấy đang đi shopping. Hiện tại tiếp diễn. Rara. Tiếp diễn. Right. Đang đi. He going shopping. Ghi cho cô câu này. Câu này đúng chưa? Câu này đúng chưa đi Trinh? Cô như vậy đúng chưa? Cô chưa thì hiện tại tiếp diễn. Chưa? Rồi. Đó là she has she has been going she has been going shopping. Cô ấy vừa mới ra đi shopping và bây giờ cái kết quả ở hiện tại đó là cô ấy ở nhà. Thì đây là cái kết quả hiện tại là present result. Kết quả hiện tại là cô ấy không có nhà tại vì cô ấy đi ra ngoài để shopping. Thì ở đây sẽ chia thấy đó. Gone shopping. Cô ấy vừa ra ngoài để đi shopping. Và cái kết quả hiện tại, cái điều mà dẫn cái kết quả hiện tại là cô ấy bây giờ không có nhà, cũng giống như cái trường hợp lần trước là tôi vừa mới mất chìa khóa nên bây giờ tôi không có chìa khóa. Thì đó là cái thì hiện tại hoàn thành. Là thì hiện tại hoàn thành. Một câu này. When you got home last night. Câu này nhìn xung quanh toàn là thì quá khứ không? Got là thì quá khứ hay là thì hiện tại đi Trinh? Dạ, quá khứ. Rồi, cái động từ này là ở đây không quá khứ là hiện tại? Cái đó hả? Fail. Ủa, hiện tại quá khứ? Chắc quá khứ với cô, hai cột y chang. Phải sao sao quá khứ của phải đang quá khứ luôn. Thì bắt đầu mình sẽ xét thì mình biết là sẽ không phải là hiện tại hoàn thành rồi. Tại vì nếu là hiện tại hoàn thành thì phải có liên quan tới hiện tại. Cô ví dụ như thế này. Thì cái kết quả nó vẫn còn ở hiện tại. Thì trong xung quanh, cái câu xung quanh nó phải có hiện tại. Còn cái này là trong quá khứ không?
thấy động từ nào cũng quá khứ. Thì dạ. một thì ở đây chắc chắn cũng là thì quá khứ, nhưng mình chưa biết là quá khứ gì thì mình phải xét. Nếu như là một chuỗi các cái hành động xảy ra trong quá khứ, thường em sẽ thấy cái chữ đen. Để nó là một chuỗi thì sẽ có đầu rồi có sau đó, đúng không? Chữ đen là sau đó. Thì em sẽ chia thành quá khứ đơn luôn, là tất cả các động từ đều chia thành quá khứ đơn, tại vì đó là một chuỗi các hành động trong quá khứ. Nhưng em xét em thấy không có chữ đó thì em sẽ không chia thành quá khứ. Thì còn lại thì quá khứ hoàn thành và quá khứ tiếp diễn. Rồi, vậy thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả một cái sự việc đang diễn ra thì một sự việc khác cắt ngang. Cái sự việc đang diễn ra sẽ chia ở thì quá khứ tiếp diễn, cái sự việc cắt ngang sẽ chia ở thì quá khứ đơn. Nhưng mà trong trường hợp này thì nó không nghĩa, cho nên chỉ còn có thì quá khứ hoàn thành. Thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một sự việc xảy ra trước một sự việc khác trong quá khứ. Vậy thì câu này phải dịch nghĩa là chúng tôi phát hiện ra rằng một người nào đó đã đột nhập vào, break into vào căn phòng. Vậy là cái hành động đột nhập này đã diễn ra trước. Và cái hành động chúng tôi về nhà là diễn ra sau. Cho nên cái câu này phải dịch nghĩa. Thì động từ break này cô phải chia hình gì đi Trinh? Dạ, broken. Ok. Thì có hơi khó hiểu không? Câu này có cần cô giải không? Trên. Hình như em nhớ trong cái câu mà cô đánh hành động diễn trước rồi hành động ra sau, cái một đúng rồi là câu này đó. Đúng rồi là cái câu này. Có nghĩa là cái hành động đột nhập diễn ra trước một. Cái hành động cái chúng tôi về nhà là cái hành động số 2. Rồi chúng tôi phát hiện ra là có người đột nhập vào thì cái đột nhập này là hành động số mấy? Số 1 là thì quá khứ tiếp diễn, còn cái hành động số 2 là quá khứ hoàn thành. À, dạ. Hành động này là hành động số 2. Đi về nhà. Là câu này. Câu này thấy có already là dấu hiệu của thì gì? Already đâu cô? Already là dấu hiệu của thì gì? Quá khứ tiếp diễn. Already là dấu hiệu của thì hoàn thành, nhớ cho cô nha. Hoàn thành. Nhưng mà giờ cần phải xác định là gì? Hiện tại hoàn thành hay là quá khứ hoàn thành, đúng không? Hoặc là hiện tại hoàn thành tiếp diễn hay là quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Có already là biết được. Nhìn xung quanh mấy câu xung quanh. Didn't want đây là thì gì đây? Trên. Dạ thì quá khứ. Thì quá khứ. Thì quá khứ. Rồi thì quá khứ như vậy thì xác định ở đây. Đây lại có because nữa. Vậy chắc chắn sẽ là thì quá khứ hoàn thành. Tại vì thì quá khứ hoàn thành nó sẽ cung cấp cái lý do cho một cái sự việc xảy ra trong quá khứ với because. Và có already. Có already là dấu hiệu của thì hoàn thành. Như em nhìn xung quanh phía trước đều là quá khứ hết thì chắc chắn sẽ là quá khứ hoàn thành. Nếu là thì hiện tại hoàn thành thì phía trước đây phải là thì hiện tại. Tại vì á, thì hiện tại hoàn thành cái thì có liên quan tới hiện tại. Được chưa Trinh? Dạ. Dạ. Vậy chứ. Ủa không có chủ từ. She. À she. Already luôn. Vậy là hết. Hết cộng scene. Scene.
because she had already seen the thing. À, câu 43. First, writing. Nó là hiện quá khứ luôn. Right. At first, I had done the right thing. At first, tôi nghĩ là tôi đã làm cái điều đó đúng. At first, ban đầu tôi nghĩ là tôi đã làm nó đúng. Nhưng sau đó thì tôi nhận ra. So, but I soon realized that I had made. Rồi, ở câu này có nghĩa là tôi đã làm ra, tôi đã phạm lỗi rồi. I had. Cái made mistake này là hành động số 1. Sau đó tôi mới nhận ra là hành động số 2. Nên đã làm rồi, sau đó mới nhận ra. Đúng Trinh? Dạ. À, câu này câu 44. Thấy never là dấu hiệu của thầy gì? Never. Thì hiện tại hoàn thành thôi chứ chưa biết là thể hiện tại hoàn thành hay quá khứ hoàn thành. Trước hết là thấy cái dấu hiệu, những cái dấu hiệu này thì nhớ cho cô á, là nghĩ trong đầu mình là dấu hiệu gì trước đi. Sorry, là dấu hiệu của việc hoàn thành, nhưng mà quá khứ hoàn thành hay hiện tại hoàn thành thì còn phải xét nữa, xét xung quanh. Rồi thấy ở đây thấy các cái động từ, tìm các cái động từ đang ở thì gì. Nếu như cái động từ có thì quá khứ hoàn thành, rồi chia cho cô động từ hết. Từ này luôn đặt ở chính giữa nè. He had never. He had never applied. He had never. Còn ba của fly là flow gì đó cô, flow. Oh, right, flow. You flow. Rồi câu này tập xác định như cô nãy giờ xác định ngay trên. Dạ. Dấu hiệu. Thấy dấu hiệu chưa? I'm ready. Là dấu hiệu của thì gì? Dạ thì hoàn thành. À, hoàn thành. Nhà xác định cho cô hiện tại hoàn thành hay quá khứ hoàn thành. Hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành. Thì trong câu phải có gì liên quan tới hiện tại. Động từ, những cái động từ khác phải chia thì hiện tại. Xác định cho cô động từ trong cái câu này là đến đâu. Đang ở thì gì? It's a party. Tụi em nhìn không ra. Một câu thì phải có chủ từ. Sau chủ từ sẽ là động từ. À, ed. Rồi, ed vậy là động từ đang ở. Thì gì đây Trinh? Dạ thì quá khứ. Rồi thì quá khứ thì cô sẽ dùng thì quá khứ hoàn thành hay hiện tại hoàn thành? Quá khứ hoàn thành. À, quá khứ hoàn thành sẽ là Pow.
hát hát. Ok. Gone. Tao hát already gone home. Right. Câu này tự xác định cho cô xem dấu hiệu nằm ở đâu và phải sử dụng thì gì? Dạ, quá khứ hoàn thành. Giải thích. Có never. Mà chú có tiếp not nữa. Right. I had never. Seen. Ủa? Vậy quá khứ là cục 2. Chia thì gì đây? Em sẽ định chia thì gì đây? Dạ thì quá khứ bất diễn. Quá khứ gì? Có never, có bị quá khứ hoàn thành. Ồ, quá khứ hoàn thành. Vậy đúng chưa? Dạ không, xin là cột 3. Nhắc lại cho cô thì sao? Sao? Si sao xin? Si. Cái xin sửa lại. S A W. Dạ đúng rồi cái đó đó. S A W. Rồi, so là cột thứ mấy? Nhắc lại cho cô cột thứ mấy? Dạ cột 2. Cột 2, mà thì quá khứ hoàn thành là cần động từ ở cột mấy? Ủa, hoàn thành là cần ở cột 3. Rồi, nhớ cho cô. Dạ, xin. Thì hoàn thành là luôn luôn cần động từ ở cột 3. Rồi, câu tiếp theo xác định cho cô. Ủa, còn cái cột 2 là khi nào cô? Cột 2 là khi đó là thì quá khứ đơn. Chỉ có thì quá khứ đơn mới sử dụng cột 2 thôi. Còn các cái thì hoàn thành, các thì hoàn thành thì luôn sử dụng động từ ở cột 3. Cột 2 chỉ có thì quá khứ đơn mới sử dụng động từ cột 2 thôi. Nhưng mà khi mà mượn trợ động từ là didn't thì luôn trả về ở cột 1. Nhớ cho cô nha, thì hoàn thành thì luôn là ở cột 3. Ủa cô nhắc lại cái didn't trả về cột 1 cái đường. Didn't là thì quá khứ đơn. Khi mà em mượn trợ động từ là did hoặc là ở dạng phủ định didn't. Did là trợ động từ là cái em mượn. Thì khi mà em mượn trợ động từ thì em phải trả động từ về dạng nguyên mẫu ở cột 1. Ủa khi nào mượn trợ động từ? Khi nào mượn trợ động từ? Mượn cái động từ did ra cô. Rồi. À, nó giống như là do, does. Mà quá khứ thì dùng did, à em nhớ rồi. Rồi, thì cũng giống như do, does. Rồi câu này, câu 47. Quá khứ. Câu này xác định cho cô thì gì? Động từ thì quá khứ đúng không? Were. Là quá khứ. Kia là quá khứ hoàn thành. Rồi sao biết do quá khứ hoàn thành? Sao biết chưa hoàn thành? Dạ, tại nó nằm ở phía sau. Không giải thích đúng, giải thích gì chưa đúng. Có dấu hiệu hết. Trong câu này có dấu hiệu. Lần. Dấu hiệu thì hoàn thành là chữ gì? Lần. Just. Just. Nhớ cho cô ha. Những dấu hiệu có thể hoàn thành nãy giờ mình bắt gặp như là never, before nè, already nè, just nè. Hồi nãy trên đây có là for, since,
đều là dấu hiệu của thầy Hoàng, thầy Trần. Rồi, chị chia cho cô. Đây là dấu hiệu thì hoàn thành, nhưng phía trước là quá khứ đơn. Vậy sẽ chia thì quá khứ hoàn thành. We had just had we had just had right. Rồi câu này đủ xác định cho cô. Dạ, quá khứ hoàn thành. Dễ hết. Trước có was, sau có 4 weeks. Good. They had Anh em nói cho cô nói. Căn nhà thì dơ, gọi nó không 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 lau chùi nó cũng cả mấy tuần rồi. Thêm nốt nữa. Nó cái từ đó như thêm ed. Right. Động từ có nguyên tắc chỉ việc thêm ed thôi. Câu này. I would just. Dạ thì quá khứ. Thì quá khứ. Câu này có cái dấu hiệu gì không? Câu này có dấu hiệu là it was the word new với the politics là so sánh nhất. Mà dùng với was nữa thì câu này sẽ sử dụng thì gì? Nhớ cái dấu hiệu không? Trên. Dấu hiệu là so sánh nhất. Dấu hiệu là so sánh nhất. Mà thuộc dạng là it was the word này nữa thì đây là động từ ở cột ở quá khứ nữa thì sẽ sử dụng thì gì? Nếu ở đây là y thì sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Nếu đây là word thì sẽ sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Quá khứ. À, sử dụng quá khứ hoàn thành. Rồi, chia cho cô đi. I had it. It was the worst meal I had eaten. Nhớ cho cô dấu hiệu nha. Nếu ở đây là is, nhớ cho cô nè. Ở đây thường là so sánh nhất. So sánh nhất là gì? So sánh nhất là worst, là so sánh nhất của good nè. Good là tính từ thì chỉ là so sánh nhất sẽ là worst. It was the worst meal. Mà ở đây là động từ to be đang ở quá khứ thì chia thì quá khứ hoàn thành. Nếu ở đây là is thì đổi lại là thì hiện đã hoàn thành. Đúng trên. Dạ. Rồi câu này. Câu này có dấu hiệu thì. Em nhìn không ra cô. Rồi, by the end là dấu hiệu của thầy gì? By the end. Không nhớ nữa. Hoặc là có là by the time là dấu hiệu của thầy gì? Gì? À, thì quá khứ hoàn thành. Time, dấu hiệu của thầy quá khứ hoàn thành. Em có by the end. Đây, câu này chia thì gì? Dạ, quá khứ hoàn thành. Chia cho cô.
We hate quizzes. We hate quizzes phải làm sao đây? Trên. Dạ. Mình đi thêm ed. Rồi câu 51. Xác định cho cô chia thì gì? Thì quá khứ. Thì quá khứ. Chưa đúng. Có ed đúng rồi, có ed ngay đó. À, có ed ngay chỗ này thì chia thì quá khứ. Nhưng mà câu này chia thì gì? Nãy cô có nói quá khứ khi mà thường thường trong câu sẽ có đen. Ước có đen thì nó thể hiện một cái chuỗi hành động trong quá khứ. Cái này trước rồi tới cái này sau thì chia thể hiện quá khứ đơn. Nhưng mà trong câu này lại có việc. Thì cái thì hoàn thành á, thì quá khứ hoàn thành thường đấy. Một trong những cách sử dụng của nó là dùng để đưa ra cái lý do cho một cái hành động xảy ra trong quá khứ. Cho nên thấy việc thờ. Nhờ thấy miss nữa, thấy động từ ở đây chia ở thì quá khứ đơn nữa. Thì ở đây sẽ chia thì gì Trinh? Dạ, thì quá khứ hoàn thành. Chia cho cô thì quá khứ hoàn thành. It hit. Cái star. Rồi câu này cô nhắc lại nha. Câu này nãy cô giải thích sao giờ nhắc lại cái Trình. Câu này sao nhìn vô biết thì quá khứ hoàn thành. Nhắc lại cho cô. Dạ. Ở ngoài trước chia quá khứ đơn, phía sau because là vì, cho nên là mình chia tiếp là quá khứ hoàn thành. Rồi. Bởi vì thì quá khứ hoàn thành dùng để đưa ra cái lý do cho một cái hành động trong quá khứ. Có early thì dấu hiệu của thì gì? Đúng rồi đó, nhớ đúng rồi đó, early mà là dấu hiệu của thì gì? Thì hiện tại. Early là dấu hiệu của thì gì? Lần trước cô có cho nhưng mà cho dấu hiệu của đó là thì gì? Rồi câu này lại có gì nữa đây? Có đen. Câu này early nó không phải là dấu hiệu. Nếu là early hoặc là câu này chỉ là ăn sáng sớm thôi ha, early. Câu này có đen. Câu này động từ đang chia thì gì đây Trinh? Thì quá khứ, mấy sao quá khứ tiếp diễn. Thì quá khứ. Ở đây chia thì gì đây? Dạ, ở đây top cows. Quá khứ tiếp diễn. Cause là thì gì? Cause. Nhớ lại cái động từ cause. Cộng một là gì? Cộng một là khét, khét, khót, khót. Rồi khát, khát. Chia quá khứ tiếp diễn. Rồi, hồi nãy cô có nói nếu này có đen, có khớt thì sẽ dùng thì gì? Tại vì nó là một chuỗi các cái hành động trong quá khứ. Dạ, thì tiếp diễn. Một chuỗi hành động trong quá khứ sẽ chia thì gì? Có đen, có quá khớt. Tiếp diễn. Cái việc này diễn ra, xong rồi cái việc kia diễn ra tiếp thì sẽ chia thì quá khứ đơn. Nhớ cho cô nha. Đen. Ủa? Còn chia thì quá khứ tiếp diễn khi nào? Khi một hành động đang diễn ra mà một hành động khác cắt ngang, thì hành động đang diễn ra đó sẽ chia thì tiếp diễn.
Còn hành động cắt ngang sẽ chia ở thể hiệu quá khứ đơn. Hành động đang diễn ra trong quá thì một hành động khác cắt ngang. Nhưng mà khi có then trong câu, ví dụ như cô có first và then, mới đầu làm cái này, sau đó làm cái kia, rồi nó theo một cái chuỗi như vậy thì gọi là một chuỗi hành động trong quá khứ, thì sẽ chia ở thể quá khứ đơn, được chưa? Đây em thấy có and nữa, em thấy không? Trước and là gì? Sau and là vậy luôn. Quá khứ sắp bị khó. So we offer Nella a job. Phía trước đi đi là quá khứ. Rồi phía trước là quá khứ, offer. Ủa cứ có ED là quá khứ đúng không cô? Đúng rồi, có ED là quá khứ. Hoặc là nếu như là nó là ở cột 2, nếu như nó bất quy tắc thì phải thuộc những cột 2, thuộc động từ ở cột 2. Còn nếu mà, nó có quy tắc thì thêm ED thì biết là quá khứ. Nó đứng có một mình mà nó thêm ED thì chắc chắn là quá khứ. Nhưng mà nếu ở đây có have, had gì đó thì nó là quá khứ hoàn thành. Ừ, người ta hoàn thành không quá khứ hoàn thành. Vậy nó chia quá khứ đơn. Before she finished her degree. Quá khứ tiếp diễn. Câu này sẽ chia hiện quá khứ tiếp diễn. Cô ấy đang kết thúc cái việc cái bằng với cô ấy hả? Cô Sony thì offer có nghĩa là offer có nghĩa là nhận Nella, cho Nella một cái công việc ở job trước khi cô ấy kết thúc cái việc học của mình. Her degree là cái bằng cấp kết thúc cái việc học của mình. Nên là cô ấy phải have offer a job before she finish. Before she finish her degree. Có lẽ cái việc mà offer cái công việc này cho Nella là diễn ra trước, trước cái khoảng thời gian mà cô ấy kết thúc cái việc học. Đúng trên. Một hành động diễn ra trước một hành động là quá khứ đơn cô, cái đó là quá khứ đơn luôn. Rồi, hành động này hành động số 2, hành động này hành động số 1. Đây là quá khứ đơn luôn. I visited. I visited. Khi mà tôi sống ở Bilal, thì tôi đã viếng thăm. Rồi. Câu này thì không thể nào chia ở thì quá khứ hoàn thành được, tại vì cái hành động này đâu thể nào diễn ra trước cái hành động này, đúng không? Chính. Nếu cô chia đây thì quá khứ hoàn thành thì cái việc viếng thăm này nó diễn ra trước và mới tới cái việc mà cái người này sống ở bao lâu. Nhưng mà cái câu này nó lại mang ý là khi người này sống ở bao lâu thì người này viếng thăm cái chỗ này một vài lần thì nó đã diễn ra và kết thúc trong quá khứ. Một hành động lặp đi lặp lại ở trong quá khứ và đã kết thúc trong quá khứ. Oh yeah.
Rồi, dạy bài tập về thì present perfect continuous và past perfect. Rồi, vậy nãy giờ giúp các cô khi nào dùng thì present perfect thành lên trên. Cô nói lại cái câu nãy nó bị dắt nghe cái khúc đó, khi nào gì đó. Khi nào sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Nãy giờ làm bài tập rút ra cho cô, nó gọn. Khi nào sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Giờ cô là sử dụng diễn tả một hành động bắt đầu ở trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp diễn tiếp. Bắt đầu trong quá khứ, kéo dài tới hiện tại và có thể tiếp tục diễn ra ở hiện tại. Rồi, good. Này cô khen. Dấu hiệu. Dấu hiệu nhận biết. Có gì? Already. Before. Rồi, những cái cô lưu ý là những cái dấu hiệu này là dấu hiệu chung của thầy hoàn thành luôn ha. Những cái dấu hiệu này là dấu hiệu chung của thầy hoàn thành. Cụ thể là thì hiện tại quá khứ hoàn thành đều có những cái dấu hiệu chung như vậy. Còn gì nữa không Trinh? Yeah, never. Never ever. Seen for. Just. Right. Just. So sánh nhất. So sánh nhất. Ví dụ như là it was the worst or the best. Đây nữa. Yes. Gì đây nữa? Recently. Yes. Recently. Lately. Còn nữa. Còn nữa. Gì đây? Until now. Right. So far. So far. Nhớ nhưng cũng có so far nữa nha. Còn nữa. Yeah. Ủa hết rồi mà cô. Còn it's the first time, it's the second time, it's the third time. Đúng không Trinh? Đây, giống hiệu đây, it's the first time, it's the second time, it's the third time. Nhớ chưa? Ủa coi, cái màn hình của cô sao nó bị nhè nhè sao cô? Như kiểu nó bị bể. Ủa cô cũng không, cô cũng ở bên đây cô thấy giống bình thường mà. Dạ không, nó như vậy nè cô, đi em gửi qua Zalo cô coi. Rồi, cái màn hình điện rồi nè. Để cô tải lên là. Rồi, thấy nó đỡ hơn chưa? Trinh. Dạ, hết rồi. Hết rồi không? Dạ. Dấu hiệu còn là it's the first time. Lưu ý cho cô hả? Cái này là dấu hiệu, còn cái so sánh nhất, ví dụ như là best đó, hoặc là worst thì nó lại khác nha. Ví dụ như cô có là it is the, đây là so sánh nhất, đây là dạng so sánh nhất, hoặc là the best thì những cái này là những cái tính từ so sánh nhất, the worst, the best. Còn cái dạng này là khác nữa ha, it's the first. Yeah. Yeah. Những cái cấu trúc này thì phải ghi nhớ ha. It's the first time. Hoặc là
That's the second time. Thì còn một dạng nữa là so sánh nhất. That's the worst or the best. Thì sẽ chia ở thầy thầy gì? The best. Chia ở thì gì á cô? Đúng rồi, nếu gặp những dấu hiệu này thì sẽ chia ở thì gì? Dạ, hiện tại hoàn thành. Rồi, hiện tại hoàn thành. Nhưng chỉ đổ một chút xíu thôi, ở đây là words, đó là thành words. Ở đây cô đổi là thành words, thì chia thì gì? Quá khứ hoàn thành. Rồi, thì nhớ cho cô hả? Nên mấy phần dưới có mình không bôi. Rồi, nhắc lại cho cô. Thì present perfect continuous là thầy hiện tại thầy đang tiếp diễn trả lời cho câu hỏi gì? Trả lời câu hỏi how long. Right. Còn thầy hiện tại hoàn thành trả lời cho câu hỏi gì? How many, how often, how much? How many, how much, how often? How often. Còn cho how often phải xem xét nữa là với cái thầy hiện tại hay là thầy hoàn thành ha. Nhưng mà cái lúc á mà em xét cái câu hỏi nó trả lời cho câu hỏi gì thì em phải xét xem trong câu đó đã có cái dấu hiệu của thầy hoàn thành hay chưa. Còn nếu như mà chưa không có dấu hiệu của thầy hoàn thành thì em không có xét theo cách như cô nói nha. Khi em nhìn thấy trong câu có một cái dấu hiệu như là already, yet, never, ever hoặc là seen for thì em mới bắt đầu xét tiếp là nó trả lời cho câu hỏi gì. Em xin. Dạ. Chứ nếu mà em có lời trả lời hỏi how many, ví dụ I read two books yesterday, nhưng mà cái dấu hiệu của cô lại là yesterday, nó lại là của quá khứ đơn, thì cô nói tôi đã đọc hai cuốn sách. Đây là two books thì trả lời cho hỏi how many, nhưng mà nó lại là dấu hiệu của thị quá khứ đơn có yesterday. Anh lưu ý cho cô chỗ đó. Rồi, thì past perfect là thì quá khứ hoàn thành, thì dùng để làm gì đây Trinh? Hiệu quả khứ hoàn thành là nhắc tới hiệu quả khứ hoàn thành là nhắc đến cái số 1, số 2 mà không có cho làm ha. Hiệu quả khứ hoàn thành là dùng để diễn tả cái hành động diễn ra trước một hành động trong quá khứ. Và lưu ý cho cô cái dạng này nữa là cái dạng nó giải thích cho cái lý do tại sao ở đây. Because quá khứ hoàn thành nó sẽ cung cấp cái lý do tại sao mà một sự việc xảy ra trong quá khứ. Rồi ba thầy này thấy đã phân biệt đỡ hơn chưa Trinh? Có lẽ là em đã dễ phân biệt hơn chưa? Giữa cái quá khứ với hiện tại thì em phân biệt dễ hơn. Mà còn cái hoàn thành với hoàn thành tiếp diễn thì lúc hơi rối. Rồi cái dạng này thì nhớ cho cô xét coi nó trả lời cho câu hỏi how long hay là how many, how much. Và lưu ý cho cô mấy cái stay verb nha. Nếu đã xác định nó trả lời cho câu hỏi how long nhưng mà nó là stay verb thì vẫn không sử dụng được thì hoàn thành tiếp diễn nha. Nhớ cho cô lưu ý. Rồi vậy thứ năm học tiếp nha. Yeah. Rồi